Nghĩ có vợ chồng cũng vui ha. Hồi lúc mới cưới á, anh nói em nghe, em nói anh nghe, mà giờ hai đứa nói cả làng này đều nghe. Còn gì nữa? Ê, hỏi nè coi. Hỏi gì? Câu một thôi. Hồi đó giờ ngoài anh ra em có ngủ với ai không? Không, em ngủ mình đó anh đó. Thiệt không? Thiệt. Còn mấy kia em thức không à? Nó đâu cho em ngủ đâu. Giữ gì sao? Từ đây trở lên em còn thích nhiều nữa. Sao vậy? Vậy tới đi ra khỏi nhà mà bầu bụi sao ngủ được. Đi, ơi. Biến. Biến. Cách đây 20 năm, em có hợp đồng bàn giao cho anh một miếng đất xéo. Anh ừ. Cày cấy làm sao mà giờ nó méo rồi. Vậy chứ bắt cày cấy suốt mà nghĩ sao mà không méo. Thôi nghỉ cấy đi. Nữ sexy cho cùng cũng là da với thịt, máu mủ tanh hôi, đau khổ luân hồi vô lượng kiếp, sa chân vào lục dục bao giờ mới chấm dứt. Nam mô A Di, Nam mô A Di. Chắc không phải đi quá. Làm chồng làm cha không có trách nhiệm, xong cho cả đống người bắt mình ơi tôi nuôi à, không có nuôi tiếp chứ, mai mốt không ngủ chung nữa nghe, tôi mà ngủ chung với ông nữa hả thì mới bay đóng tôi á, trời ơi trời, không ngủ chung nữa thôi, làm dữ vậy, ủa là đây, tôi là người không sợ mấy bay lắm. Trời ơi, này nó bay bắn. Bây giờ dính vô. À, mới tới hả? Ờ em ơi, mình quen nhau cũng lâu rồi, không mấy đã hiểu nhau rồi, không mấy mình đi nhà nghỉ đi. Rồi, em đồng ý đi đó. Ờ, rồi có tranh thủ đi. Nhưng mà thôi, sao? Sợ có con quá à. Trời ơi, không sao đâu, có con anh về kêu gia đình anh đến cưới. Bà mẹ nó cũng câu nói này mà mẹ của tao nuôi ba bốn đứa rồi đó. Trời ơi, vậy là em vậy đó hả? Tao nghĩ mẹ luôn, quen không biết gì nữa. Ôi ôi trời. Ô kìa con gà trống qua mơ. Mãi lo đập máy mà bạc hơ máy đầu. Bạc đầu thì có sao đâu. Nếu không đập máy sống lâu làm gì. Đi làm với bò sen á, nhà thầu bò sen nhớ. Ông cha ông kêu tôi ra sau vườn, ông chỉ chuyện cho làm. Bơ ơi, có gà làm chút xíu à. Cái con đứa nhỏ nó chạy ra. Nó nói cha ơi, có cái bác gái nào đó phá nhà thờ. Vô, tôi ấm gình, sao thấy em cứu à. Thôi hỏi đi men 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 vô, cái bà nói con nại chúa nè. Cái ông nói trời trời, bà lấy xà beng bà nại cái bức tượng của chúa. Nó bắn tay nghe nữa, con nại chúa nè, con nại mẹ nè. Mà nại gì không nổi gì, nó con hướng nằm lên chúa nè, con hướng nằm lên mẹ nè. Trời, cái bà dùng súng hay gì á, tôi ông cha nghĩ gì. Cái hồi nãy con đặt mình dưới chân chúa nè, mà hướng nằm lên mà bắn bắn hay gì, đặt mình dưới chân chúa nè, tôi với ông cha. Sợ nổ banh nhà thôi, chạy vô, ăn ngồi bà làm gì nè, gì nè. Cái hỏi bà, trời ơi, thì ra là con nại chúa là bà lại. Bà là người đâu lắm, người đâu mới miệng ngoài. Con nại chúa nè, con nại mẹ là bà lại, rồi con hướng nằm á, là hướng cái lòng lên chúa. Rồi con đặt mình dưới chân chúa là đặt niềm tin. Thôi ơi, mà làm tôi với ông cha. Thở nổ banh cái nhà thôi.